Có những cặp vợ chồng sống êm ả với nhau đến đầu bạc răng long. Có những cặp vợ chồng dù khắc khổ vẫn chung sống đến cuối đời. Lại có những cặp mới đầu thì tha thiết, sau vài năm đã chia tay. Hay có những cặp đôi dù rất yêu nhau nhưng rồi âm dương cách biệt. Vậy đâu là căn nguyên? Duyên kiếp này có phải quả từ kiếp trước? Vào những năm đầu triều đại Khang Hy, ở Hàng Châu có một người bán rau tướng mạo chất phác thật thà. Anh thường đi ngang qua nhà một phú ông và bán rau cho ông ta. Phú ông có ba cô con gái, không có con trai. Khi người bán rau đến mà phú ông ở nhà thì người bán rau được trả tiền. Còn khi người bán rau đến mà phú ông đi vắng thì vợ của phú ông sẽ gọi cậu ta lại và nói: "Cậu chờ một chút." Người bán rau liền lặng lẽ ngồi đợi ngoài cửa, không dám vào nhà ngó nghiêng. Cứ như thế mà đã hơn 2 năm. Sau thời gian dài quan sát, vợ phú ông rất ưng ý chàng trai. Một ngày nọ, bà ngỏ ý muốn anh làm con rể. Anh bán rau, thân phận nghèo hèn, không tin một gia đình giàu có lại muốn mình làm con rể. Tưởng bà lão nói đùa nên anh cũng không mấy để tâm. Thấy người bán rau không có động tĩnh gì, một ngày kia bà lão nghiêm túc hỏi anh một lần nữa: "Tôi muốn tuyển anh làm con rể, sao anh không trả lời tôi?" Sau đó bà bảo anh hãy về bàn bạc lại với người nhà của mình. Anh về kể lại với chú. Sau đó hai chú cháu đã đến gặp bà nói chuyện. Người chú e ngại về gia cảnh nhà mình nên có chút ngại ngùng khi hỏi về xính lễ. Bà lão bèn nói: "Tôi đang cầu một đứa con rể tốt, không phải cầu xính lễ." Chú của anh nghe thế thì vui mừng khôn xiết, bèn chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho anh với con gái cả của phú ông. Sau khi kết hôn, anh sống rất tử tế với gia đình phú ông và thê tử. 3 năm sau, con gái lớn của phú ông qua đời. Phú ông bàn bạc với vợ: "Con rể sống tốt mà giờ ngày đêm đau khổ, làm sao có thể chịu được nỗi đau này? Giờ đứa thứ hai đã lớn, nếu để nó chọn người khác làm con rể, đức hạnh của anh ta có lẽ chưa chắc đã bằng người con rể này. Nếu cậu ta kết hôn với người khác mà bỏ chúng ta sau này sẽ không còn ai để nương tựa. Vậy tại sao không gả tiếp đứa thứ hai cho cậu ta?" Vậy là họ lại để người con gái thứ hai kết hôn với anh chàng bán rau. Qua 3 năm sau, người con gái thứ hai của phú ông cũng qua đời. Cả nhà đều thương tiếc. Phú ông lại nói với vợ: "Mất 2 đứa con gái trong 6 năm, khó mà có thể chịu đựng nổi. Bây giờ đứa con gái út đã lớn, lẽ nào không lo chuyện hôn nhân cho nó?" Vợ ông nói: "Sự việc đã đến bước này, tại sao không giữ nguyên như vậy? Hy vọng về già chúng ta sẽ có nơi để nương tựa." Vì vậy họ lại gả cô con gái út cho anh. 3 năm sau, cô con út cũng qua đời. Vợ chồng phú ông và con rể cùng ôm đầu khóc. Trong lúc đang đau buồn khôn xiết, đột nhiên có một vị sư già đến khất thực. Bà lão thấy vậy thì lạnh lùng nói: "Nhà ta gặp bất hạnh như vậy, làm gì còn tâm tình làm đồ cúng trai tăng?" Phú ông thấy vợ tâm tình không tốt, vội vàng đến giải thích: "Cả 3 cô con gái của chúng tôi đều đã mất. Chúng tôi già cả neo đơn đều là oan nghiệp kiếp trước của chúng tôi. Xin hãy ở lại, tôi sẽ ra ngoài mua một ít thức ăn chay mang về cho ông." Phú ông vừa đi ra ngoài, bà lão bỗng thấy buồn ngủ liền đi ngủ. Trong giấc mơ, nhà sư nói với bà rằng: "Kiếp trước chồng bà là lái đò, con rể bà là một thương gia giàu có, mang theo rất nhiều tiền đến Hoài An và Dương Châu để làm ăn. Anh ta đã thuê thuyền của chồng bà đã mua xác anh ta và lấy đi số tiền đó. 3 cô con gái đều là khách trên thuyền. Chồng bà sợ bị bại lộ âm mưu nguy hiểm đến tính mạng nên đã dùng 30 lượng vàng hối lộ họ. Tài sản của chồng bà đều thuộc về con rể bà, tại sao lại phải ôm hận và trách móc?" Bà lão chợt tỉnh giấc, nhưng vị sư già đã đi mất. Sau khi phú ông quay lại, bà kể cho ông nghe chuyện vừa rồi xảy ra trong giấc mơ. Phú ông im lặng không nói gì. Sau đó ông lại giao tất cả công việc
gia đình, cho con rể và khuyên anh lấy người vợ khác. Còn vợ chồng Phú Ôn thì dắt nhau rời khỏi nhà đi mất biệt, không ai biết là họ đã đi đâu. Có thể thấy, nguyên nhân khiến chúng ta sống trong đau khổ cũng là có liên quan đến vô số món nợ mà chúng ta đã nợ trước đây. Tất cả mọi thứ dường như là xảy đến một cách ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại có sắp đặt. Kết thiện duyên hay kết ác duyên, tất cả đều là ở bản thân mình. Nhân sinh không hẳn quá phức tạp hay kỳ bí, khái quát lại cũng là tiền nhân hậu quả mà đến.